Kể cho mọi người nghe, lúc mà tiêm phòng á, bác sĩ mới cho Cookie ăn một cái thìa đồ ăn rất là ngon. Sau khi mà Cookie vừa ăn á, thì bác sĩ sẽ vừa tiêm vô cái người Cookie luôn. Thế là Cookie ăn không biết gì hết, không thấy đau gì hết. Tự nhiên ăn xong hết đồ ăn mới tự nhiên mới thấy đau, mới thấy ngứa.